bảo cái này quay đăng YouTube là kiếm tiền được. Được xem nhiều lắm. Tại này nó có ý nghĩa mà nó cũng hay nữa. Mình không phải nói gì hết đó. Giờ nó che mẹ cái này, nó thấy là nó quay. Phút ở dưới đây nó lên nè, nó mới hầm tráng, đúng không? Nó còn nhiều mà. Phải đợi cái này nè. Chót vót không nhỉ? Cần nó chót vót lên mà coi kìa, nó coi cái cọc dây kìa. Nó mỏng manh vậy mà nó chịu lực dữ ha. Đù má nó đập vô kia à? Đập vô cái tường một cái là vô cái tường một cái là thôi là má đập nghe cái đầm nghe không? Ờ, nghe đó. Sao nó nhích cái cầm cẩu nào trước hả? Cái ông áo sọc sọc đó là kỹ sư Trung Quốc hả? Mà đâu có bằng đâu anh, thấy có gợn không? Thấy gợn kìa, thấy không? Thấy gợn vậy. Đứng đây mà thấy gợn như vậy, bật đèn lên sao? Nó làm cho thấy thôi chứ. Tụi má nó ngồi ngoài đây mới thấy hả ta? Camera gắn ở trong đó không? Không không, nó có cái bộ đàm á, thằng kia nó nói bộ đàm này. Qua trái qua phải gì. Hôm bữa rồi nó câu qua hàng rào bên kia này. Câu qua cái giàn giáo này nè. Câu từ hàng ngoài đường á, nó múc ngoài đường vô luôn. Cái gì? Những cái đó hả? Hồi lâu nó cẩu.
trụ cái dây đằng sau này có buộc vô cái nhàm gì nó sẽ giữ chặt đúng không? Nó đứt cái là nó tuột luôn. Mình nhìn thấy cái bánh răng nó quay rồi thấy nó nhỏ không? Cái gì cá mình cũng nhận nó nhìn xa mình thấy nó mỏng manh quá ha. Mà anh thấy cái cây đỡ đó nó mỏng manh không? Cây đỡ gì mà chịu được ghê. Cẩu một cái đó là không nói rồi, cẩu tí nữa cẩu hai ba cái rồi đó. Cẩu cái này mới nặng.